Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Đến với Sao Hay Chữ, chúng ta sẽ có thể quay trở lại với những ngày ngồi trên ghế nhà trường, những ngày mà hồn nhiên tung tăng cấp sách đến trường, học văn, học thơ, học toán, học sử, học địa. Thường thì các bạn nhỏ hay có cảm giác rằng mình hơi ngán với những cái môn nào đó mà nó cứ đều đều, nó lên bổng xuống trầm, nó du dương bởi cái giọng giảng bài của các cô giáo, đó chính là môn văn. Nhưng nếu như chúng ta chịu khó tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy văn học nó làm giàu, phong phú tâm hồn của chúng ta rất là nhiều. Và đặc biệt ở cái mảng ca dao Việt Nam, nếu như chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi một câu ca dao thì có cái gửi gắm của ông bà, những người xưa, những cái nỗi niềm, những tâm sự hoặc là những kinh nghiệm của cuộc sống vào trong đó. Đó là những điều cực kỳ thú vị nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu. Và đến với Sao Hai Chữ, chúng ta có cơ hội thực hiện được điều đó. Cũng như chúng ta biết thêm rằng ca dao Việt Nam sẽ có những dị bản, bởi vì qua cái sự truyền khẩu từ vùng này qua vùng khác, từ thế hệ trên chuyển xuống thế hệ dưới, cho nên sẽ có một vài cái sự khác biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với những người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các em. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bên đây người ta gái người ta ra mạnh mẽ, vì bên đây đàn ông mà cặp kè nhau rồi tung tăng đi chân sáo. Đối chó thế, mạnh mẽ mạnh nghĩa. Mạnh mẽ phải không? Dạ. Và bây giờ thì giới thiệu cho tất cả mọi người biết về những người em, những người đồng nghiệp của Nghĩa ngày hôm nay. Vicky Nhung, ca sĩ. Tia Hải Châu, cũng sĩ ca, không ca sĩ luôn. Lê Thiện Hiếu, ca sĩ kim nhạc sĩ luôn. Đây, một người đa tài, đa năng. Dạ. MC. Dạ. Diễn viên cũng có luôn. Dạ. Ca sĩ có luôn. Dạ. Em hãy chia sẻ dành cho quý vị khán giả, những ai chưa yêu hoặc những ai đang yêu, một cái lời chúc coi nào. Kính thưa quý vị, ngày lễ tình nhân, ngày Valentine, ngày mà các cặp đôi của chúng ta sẽ bên cạnh nhau, dành cho nhau những khoảng trời riêng, những cái cảm xúc rất là đặc biệt, và kỷ niệm lại những cái ngày mà chúng ta đã gắn bó với nhau trong cái mối quan hệ này. Và nếu như mà ai cũng chưa có tình cảm thì cũng không có gì phải buồn hết. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ tìm được một nửa kia của mình thôi. Và quan trọng, nếu như ai đang yêu thì cố gắng giữ tay người yêu mình thật chặt. Còn nếu như mà ai chưa tìm được tình yêu thì cố gắng đi tìm đi, cuối cùng cũng sẽ có thôi. Cảm ơn Quốc Bảo. Rồi Hiếu, em có lời chúc nào dành cho mọi người không? Dạ, em chúc cho mọi người tìm về tình yêu và hạnh phúc bên tình yêu của mình. Thế thôi ạ. Đó. Thực ra bữa nay là mới có 11, 12 tay thôi, chứ chưa phải là 14 nha. Hơi sớm. Rồi Tia, sao nào? Em chúc cho mọi người biết cách yêu bản thân mình để có thể dành tình yêu đúng đắn cho những người khác. Còn Vicky Nhung? Em thì em chỉ muốn chúc là những người nào mà đang yêu thì sẽ ngày càng hạnh phúc. Còn đâu những người nào chưa yêu thì em có một cái lời khuyên là yêu nhanh, ngay lập tức đi. Em ở cái mé nào đang hay chưa? Em á, là người đã có gia đình. Vậy là mừng. Nói chung là chúc cho tất cả mọi người, những đôi trai gái đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu, sẽ được nhiều hạnh phúc nhé. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi mà tuổi thơ chúng ta vẫn hay chơi. Người nào mà chiến thắng ở cái trò chơi này, chiến thắng cuối cùng nha, thì sẽ được quyền chọn đội. Thay vì mình xuống xì bắt bồ vậy đó. Đúng rồi. Hồi nhỏ mình hay chơi mấy cái trò chẳng hạn như là gì nhớ không? Thì đá, bánh đũa, bướm thùng, nhảy dây nè. Nói chung là những cái trò rất mạnh mẽ. Kỳ quá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái trò chơi trẻ thơ. Cái trò chơi mà hồi rõ mình hay chơi. Trình trình ôi mạnh mẽ quá. Trình trình trình. Bây giờ bốn đứa em chọt một cái ngón trỏ vô tay anh nè. Đó, nhớ không? Nhớ trò này không? Khi mà anh sẽ úp tay lại. Các bạn nào mà rút tay ra trước thì coi như là vượt qua. Bạn nào bị anh nắm lại xem như là bị loại trước nha. Dạ, thưa quý vị, trò chơi tuổi thơ bắt đầu. Tự nhiên nói về cái tuổi thơ cái bị ngọng á. Cảm giác giống như bị thụt lưỡi đây. Nhưng lúc mà phát âm chưa chuẩn á. Chi chi chành chành, cái đánh thổi lửa con ngựa, đi thương ba phương thượng đế, bắt về đi tịch. Anh ập nhanh quá. Anh chưa ập. Chành chành trái chành thổi lửa con ngựa, đi thương ba phương ngủ để bắt dễ đi thêm mua quá. Trời ơi, ghê không? Quá quá. Em bị loại đầu tiên nghe bảo, đi ra. Chào mọi người. Ba người còn lại. Chi chi chành chành trái chành đợi lửa con ngựa, trái vương ba vương thủ để bác dễ đi tìm. Để nguyên cho ai mà chọt 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 muốn lũi bàn tay luôn nè. Giữ nguyên. Cái đó quá. Bạn. Ở lại mạnh rồi. Mình về một đội đúng rồi anh chưa, ạ. Chưa mình ra chưa. Hai người này sẽ có một người chiến thắng cuối cùng. Và người đó được quyền chọn đội nha. Sao á? Ghét luôn. Lớn mà anh chưa
chưa ghét nói gì luôn nữa. Chủ nhà có quyền. Vậy là cuối cùng ai thắng anh? Vicky Nhung, em người là người chiến thắng. Em chọn đội đi. Em chọn đội hả? Ừ. Thế rồi bây giờ hãy ngăn cách không. Tình yêu đôi lứa của họ đi. Anh em chưa cần ngăn cách là đây đã có vẻ như là rất là muốn về bên này rồi. Mời gia đình mình về chỗ. Về chỗ. Dạ. Gõ chiên cái coi. Nè. Đó. Coi như tới giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu vào chương trình. Hôm nay là một cuộc thi rất là quan trọng. Một cuộc thi mà đó chúng ta sẽ phải nhớ là những cái kiến thức ngày xưa khi chúng ta còn học phổ thông. Và sẽ là một cái chương trình mà rất dễ để cho chúng ta anh bị mắc bẫy. Sao cái tông nó trầm buồn quá vậy? Tại vì anh muốn cho nó nghiêm trọng đó em. Trước tiên anh muốn hỏi lấy tên đội mình là gì nè? Thôi nhường cho đội kia nghĩ trước. Rồi, nhường cho bên đây. Bên đây nghĩ ra chưa? Hay là bên đây nhường cho bên đây? Rồi, đúng rồi, bên đây cũng nhường cho bên đây. Mời các em, sao chưa nghĩ ra? À, nhường là cho bên đây. Anh ơi, với một cái không gian như thế này hơi cổ trang chút xíu. Nghĩ ra chưa? Gian nữa. Nghĩ ra dạ. chưa? Thì em quyết định. Tên với gì? Cái sự nam tính của đội em okay. Lựa chọn đội em tên gọi là Thúy Kiều Thúy Vân. Trời đất. Sao vậy? Thúy Vân hả? Thúy Kiều anh. Thúy dạ. Vân Thúy Kiều hả? Mình lấy tên là Vân Kiều đi. Dạ. Sao? Bên kia Vân Kiều, bên đây là gì? Kim Trọng Từ Hải hả? Trọng Khanh. Trọng Khanh, Kim Trọng với Sở Khanh. Dạ. Yeah. Thì ra trong tình yêu em là một kẻ Sở Khanh. Trọng Khanh Vân Kiều. Của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi. Mỗi vòng sẽ có 3 câu. Và đó là 3 câu ca dao. Từng câu một sẽ hiển thị lên trên cái màn hình bự chà bá lửa trước mặt em. Đó. Nó sẽ hiện ra 14 ô. Tức là câu 6, câu 8 cộng lại là 14 ô. Mỗi ô là một từ và sẽ được mã hóa bằng những ký tự. Chúng ta sẽ phải dùng tiền để mua những cái ô đó, để xem cái ô đó nó mở lên là cái từ gì ở bên dưới, cộng với cái gợi ý của anh để các em đoán ra được câu ca dao đó là gì. Một lần như vậy chúng ta tối đa mua được 3 ô. Và một lần trả lời, chúng ta được quyền trả lời 3 lần. Để cho các em có một cái số vốn ban đầu thì anh sẽ trung trách cho mỗi nhà của chúng ta một cái số tiền khá khá đủ để cho các em làm vốn sinh nhai. Dạ. 10 triệu đủ không em? 20 wow. đi anh, 20 đi. 10 triệu anh hỏi đủ không? Đủ cho em làm vốn không? Thêm đi anh, thêm. Thêm à? 12. Em thấy cũng nó còn hơi lẻ lẻ em thấy. 15. Số 15 triệu đẹp lắm ha. 100 triệu luôn đó. Oh. Yeah. Tiền sẵn mà cho mấy người tới 100 triệu. 20 triệu cho mỗi nhà. Em lấy xong đi về luôn anh. Làm gì có cái chuyện đơn giản vậy em. Muốn lấy tiền đi về phải qua những thử thách của chương trình. Và đây, cái bảng màu xanh này à, là cái gì? Là cái bảng khi các em cần đến những quyền trợ giúp, các em hãy giơ lên. Có tất cả 3 quyền trợ giúp dành cho các em. Quyền đầu tiên đó là quyền mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, giơ lên một cái, đó là quyền trả lời miễn phí. Quyền thứ ba, đó là quyền cấp vốn. Nếu như các em số tiền vốn còn lại dưới 5 triệu thì hãy giơ cái quyền xin cấp vốn, anh sẽ cấp cho các em nha. Bao nhiêu ạ? Tùy vào cái tình cảm mà các em dành cho anh như thế nào, anh sẽ cấp nhiều hay ít. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay anh nghĩ rằng nếu anh có cấp thì anh cũng cấp chừng 100-200 ngàn gì đó thôi. Mong rằng các em may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1, vòng khởi động. Cho đó quý vị đến với vòng thi đầu tiên, vòng khởi động, để coi Vân Kiều bữa nay như thế nào. Xin mời câu hỏi. Đó. Cái này người ta gọi là cái không phải iPhone, không phải iPad, cái này iBàn đúng không anh? iBàn. Đó, 14 ô. Muốn mua mấy ô nè? B, A đi, thôi B đi, hay là C, không có C, thôi B đi anh. Là cái này đúng theo vị trí luôn đúng không anh? Uh-huh. Là từ khó đến dễ khó. À, thế thì A đi anh. A4 à? A4, dạ. Mua con ô thôi hả? À, thêm đi anh. Hai ô đi. Hai ô, anh chọn đi, em chọn. A4 mà anh cũng tính chọn A4, thôi mình chọn... Nhắm coi cái ô nào là cái từ then chốt, từ khóa đó. Nhớ là ca dao, thơ lục bát, gieo vần, bằng trắc. B3 và A4 cũng có 2 ô thôi hả? Thế thì A1 đi này. Ừ, A1 đi. Đi thôi không? Trời ơi, người ta phải phóng khoáng vậy chứ. Bên đây làm sao? Em mua A6. A6 và một cái B6. B6. Bên kia ta mua thứ 2, 3 ô lận đó. Căng thẳng ghê. B8. Như vậy là mỗi bên đều mua 3 ô. Gợi ý như sau.
Câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Xin mời ô chữ. Trời ơi, bóng chuông bay lên. Hay quá. Cuối cùng thì Tia đã bánh chiền trước. Ông nội, trời ơi. Lấy cái này nè, lấy cái dùi là gõ vô nè. Gõ vô. Quy định là phải lấy cái dùi gõ vô nghe. Hai anh chị phóng lên, lấy cái tay quánh vô cái chiên của tôi. Cũng hên là Hải Châu cũng kịp rút cái dùi qua, gõ cái peng vô cái chiên. Bên đây người ta quánh. Ê, để em rút kinh nghiệm lần sau em. Nhưng mà nó phải treo nó dễ lấy một tí. Không có được. Vậy khó là khó ở cái chỗ đó đó. Không, ai em phải treo vào đây này để lấy mới dễ này. Tao á. Ai từ từ. Rồi. Để coi cậu gì. Được rồi anh, được rồi. Dạ thưa quý vị, hai bên không bên nào thua bên nào nha. Thì đó anh, bởi vậy mới trời sinh này một... thuận hơn mà con. Trời sinh một cặp đó. Trời sinh một cặp. Này là dạ. Cái trái. Anh Nghĩa, khoan. Em cảm thấy là hình như là có một sự sắp xếp gián điệp ở đâu đây. Gián điệp gì? Hình như là bên kia cài bên đây qua để mà làm chậm cái tiến độ của đội em. Thôi đi. Thì đó là một chiến lược. Hồi nãy em cũng gõ bằng tay mà. Quỳnh lên rất là sớm nhưng mà đè, lên rất sớm nha, lên rất sớm. Nhưng mà không tháo cái này xuống đâu. Nhưng mà không em. Không anh ơi. Em cái gì tiện để em tạ thôi. Bên này cũng gõ bằng tay nè. Anh thấy mới có vòng một thôi mà đó. Không à. Bây giờ nè, đánh chiên trước thì đọc cho anh nghe xem cái câu này như thế nào. Cho đúng nha, sai một từ là cũng bị tính là sai nha. Em xin đọc. Đọc đi. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bên kia có ý kiến gì không? Câu này, thế. Ba cái câu. Không, nhưng bây giờ mình đứng sẵn đi. Cái câu này. Con đúng rồi, con ngồi sẵn đi. Hai đứa nó trả lời đúng rồi em ơi. Câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Với cái câu đầu tiên thì nhà bên đây Trọng Khanh mang về 10 triệu. Câu số 2, mời câu hỏi. Lần này tới nhà mình được mua trước. Cũng vẫn A6 B4. Cái nào? A6, B4 và B8 hả? A6, B4 và B8. Bên đây, mua ô nào? Có nên mua hay không? Ít chứ phải mua một ô. Anh mua đi, một ô đi. Một ô thôi. Bên mua nhiều lỗ. Rồi anh? Rồi, em lựa chọn B5. B5? Ủa con ô thôi, sao hạ tiền vậy? Một ô một thôi anh. Dạ. Bên kia người ta mua mấy ô lận. Thôi anh đừng dụ em mua nhiều đi, lỗ hết cả tiền. Trời ơi, đang lỗ, đang mua lỗ, một đang ô, mặt mũi nào coi được. Hai ô thôi. À. Mua một cái nữa thôi nha. A2. A2, thấy không? Bên này ta mua 3 ô, bên đây mình mua 2 ô, coi sao đặng Hiếu. Thôi, anh ơi. Cái này người ta không thích mua. Thôi. Ủa Châu, cho anh hỏi cái ở nhà là Hiếu là cái người mà nó giữ tiền hay sao em? Hiếu hả anh? Hiếu biết tiết kiệm lắm anh. Trời ơi, hèn chi. Nó mua nhất quyết, nó không mua thêm kìa. Thế rồi, thế có cái gì đó sai sai ở đây? Em cũng tiêu tiền, đây cũng tiêu tiền. Bán sau... Đâu có em, lại em tiêu tiền, Tia tiêu tiền, hai đứa góp vô mới dễ phá sản. Đúng không? À. Gợi ý. Câu ca dao có nhắc đến một phương tiện đi lại với ngụ ý về tình nghĩa vợ chồng thủy chung. Mời ô chữ. Đâu nào, lao đi. Ủa mọi lao người đi. Chơi đi. Trời ơi. Bên này mua 3 ô, bên kia chơi đi. Ủa Hiếu, sao như chôn chân tại chỗ vậy em? Em đang lót anh ơi. Cái gì hưởng đắng, cái gì cùng đây này. Cái gì nè? Sao? Mua thêm không? Mua thêm mới đáng trước, được chứ. Trước sau thì cũng phải mua thôi. Thôi câu này em chịu rồi đấy. Câu này thật sự tên Nhường. Tụi em chưa có. Nhường á. Nhường. Anh nếu mà cứ nhường qua nhường lại thì sao anh? Bây giờ nè, trước tiên là có muốn mua thêm không cái đã? Bên đây làm sao? Thôi. Anh có tính mua anh không kìa? Anh một ô nữa thì mình cũng không... Bảo còn được một ô. Bên kia mua 3 rồi, bên đây mình mới mua 2 à. Thôi thì tụi em sẽ mua thêm. Gạ bên kia mua kìa. Bên kia đã mua đủ 3 rồi. Mình mua một ô nữa đi. Bây giờ anh nhắm xem một ô nữa mình có nói được câu này không? Ôi đừng có nhắm nữa, có 500.000. Thôi anh mua đi. Đấy anh mua đi. Anh mua nhá. Anh mua đi. Rồi mua chẳng được gì mà. Mua đã không đoán được lại phải mua. Nhưng lại... mà nếu mà mua mà tụi em vẫn không biết thì sao anh? Thì lúc đó anh sẽ cho một lượt mua mới. Tức là lúc đó mỗi nhà sẽ mua là được 3 ô nữa. Vậy giờ anh cho luôn cái lượt đó đi. Thế là bây giờ vẫn không mua đây phải không? Ok dạ. Và hai đội đều không có câu trả lời. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ mở thêm một lượt bán mới. Bây giờ mỗi nhà sẽ được mua thêm 3 ô nữa. Mời Bảo. Em mua A1. Thấy không? Cũng phải mua rồi thấy không? A1. Cuối cùng vẫn mất tiền anh ạ. Ừ. Rồi bây giờ chú chọn nào? Chú chọn đi.
A1 đấy. Ba lượt đấy. B2 và anh nghĩ là không có thoát được cái dòng luẩn quẩn mua bán của anh Nghĩa đâu. Anh Nghĩa dùng A1 B2 thôi anh ơi. Ba ô đi mới đoán được. Nhưng mà không đoán ra được. Người ta không mua mà anh mắc cười quá. Để đó A1 B2. Bên kia mua đi. Bên kia mua mấy ô đi. Bên em mua A1 mới B2 đúng không? Ừ. A1 B2 rồi. Bên em mua A3. Anh Nghĩa tư vấn mà nói nhiệt tình xíu, ra bên nó mua đi anh. A4 A5. Con nhà giàu thế con. Là mới có 2 ô à, mua thêm ô nữa đi. Thôi được. Được rồi đúng không? B1 nữa đúng không? B1 A4 A5. Bên đây nhà giàu mà em nhiều tiền mà. Em nghèo lắm anh ơi, hết tiền rồi. Xin mời ô chữ. Nực. Trời ơi. Thật ra em có thôi, em không Châu biết luôn đánh này. Một tiếng chiên đanh thép. Nào, thấy đoán không? Đi. Thấy không? Đoán đi, đoán đi. Mua đoán được đoán. Lầm đoán được à. Đâu, đoán nào. Đây là một đáp án mà thực sự là đây là một câu rất là hay. Nhưng mà tụi em chưa có nghe nên tụi em đoán ra. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Có chốt chưa? Tụi em chốt. Nghe cũng êm tai chứ đúng không? Nghe ngọt đấy. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Ủa này em gõ chậm hơn hả? Chậm hơn. Sao em cứ sao á? Thế bình anh đổi chỗ đi này. Chứ nếu như mà gõ trước người ta trả lời sao được không? Giống vậy không? Em nghĩ y chang vậy luôn. Nếu như em nghĩ như vậy thì chúc mừng em. Đó là đáp án sai. Cái sao nè, bây giờ tới viên nhà mình nè, có muốn lên gõ trả lời không? Ê từ từ. Ngon cười rồi, gõ rồi. Cái gì vậy? Mình có quyền mình... em gõ rồi. Em đi chơi không Hiếu? Em gõ rồi. Anh ngang ngang nở đi. Mất một thuyền. Anh một thuyền, một bến, một dây, ngọt bùi nào là liệu liệu này. Nãy là bên kia nói là ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Đúng rồi, hồi nãy bây thật giờ sự cái câu đó em suy nghĩ y chang đó. Ngọt bùi sai hai chữ lần đó nha. Dạ. Tiết lộ luôn á. Dạ, sai hai chữ lần đó. Một thuyền tan bến. Cái gì vậy? Toang á. không anh ơi, mình phải đoán cho cẩn thận. Đắng cay ngọt bùi. Vicky chuẩn bị nha. Nếu như bên đây mà vẫn trả lời sai, bên em được quyền lên gõ chiên trả lời lại. Thôi em 1 triệu nó hơi căng. Nhanh lên. Đáp án có chưa? Gõ chiên rồi, hết triệu rồi. Đoán. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi có hưởng, đắng cay chịu cùng. Chốt không? Đó là đáp án chốt duy nhất chốt. Có thể. Bình ngọt bùi nha. Có hưởng, đắng cay chịu cùng. Kệ đi. Đây là đáp án sai. Khó quá nhỉ. Tiết lộ thêm một cái nữa, bây giờ thì chỉ còn sai một từ thôi. Bên đây có trả lời không? Có trả lời lên gõ chuông. Bây giờ anh muốn hỏi nè, các em có muốn mua dùng quyền miễn phí không? Tại vì các em đã mua đủ 3 ô rồi, không được mua thêm. Nhưng nếu như mua bằng dùng quyền miễn phí thì được. Lãng đi con. Dùng quyền gõ này. Giờ bán lên rõ ràng lên em. Đó. Mua miễn phí, em muốn mua ô nào? B3. B3. Nhanh nha, chuẩn bị nha. Mở ô chữ. Gõ. Sao nào? Dạ. Em xin đọc là một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi ta hưởng, đắng cay chịu cùng. Đó là đáp án chính xác. Trời ơi, tự nhiên cho mà nó chịu chi vậy. Cái rồi, đến sao người ta. 10 triệu đồng dành cho đội của Vicky và Tia. Câu số 3. Mời câu hỏi. Thôi anh mua đi, đây. Toàn quyền anh hết đấy. Mua ô nào? Em không mua bán gì nữa hết đấy. Thiệt sự luôn á, anh Nghĩa thì cái anh Nghĩa bán hay lắm á. Sao cũng phải mua hết. Hồi xưa anh Nghĩa làm sale mà. Anh bất động sản hay mà gì. Mà công nhận không? Anh nói em mua là hợp lý. Mua nào bảo? A3. A3. B3. B3. Và B6 đi. B6. A3, B3, B6. Bên đây, mình mua ô nào? Em chọn A1, B8. Trời đất ơi, nhà giàu quá mà sao mua có 2 ô vậy mấy chị? Gợi ý. Mời mọi người nhìn hình. Đây là nội dung của câu ca dao này. Mời ô chữ. Bên đang người ta vẫn gõ trước nghe bảo trời nha. Trời ơi. Sao? Đọc anh nghe đáp án coi nào. Trời ơi. Hỡi cô tát nước đầu đình. Chưa, bên kia chưa chốt. Anh ơi,
Mình hố rồi. Ủa, Vicky không đọc nữa. Để em nghĩ thêm. Chết rồi, hố rồi. Từ, ai mình trật tự đi. Hỡi anh thác nước đầu đình. Thôi trật tự là trật tự. Thôi giờ em cũng lỡ rồi. Hỡi cô thác nước đầu làng. Đầu làng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Chốt không? Dạ. Chốt ạ. Chốt. Hỡi cô thác nước đầu làng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Đây là đáp án. Nào. Đây là đáp án. Em run luôn. Rồng ghê á. Sai. Sai mấy từ anh? Không nói. Hỡi cô tát nước. Hỡi cô tát nước bên đàn. Cái gì đó múc vàng đó. Maybe sao? Là sao? Trả lời không? Gõ chiên. Nhưng gõ mà đi. Thôi gõ đi anh thôi. Gõ nhẹ nhàng thôi. Em thấy cái gõ này cũng vô nghĩa anh hả? Gõ đi cho vui. Gõ cái mất 1 triệu vậy thôi. Xin mời phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hiếu. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Đổ đi. Trước từ múc là gì? Sao cô. Rồi đọc lại nguyên câu anh nghe. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Chốt chưa? Đổ hay bỏ ta? Đổ vỏ. Đổ hay bỏ ta? Sao cô tát nước nè? Đổ. Chốt chưa? Dạ chốt. Rồi đúng rồi đó các em, chúc mừng. Câu đầu tiên. Bây giờ ta mới chơi nè. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô bốn ánh trăng vàng đổ đi. Nhưng thật ra cũng có rất là nhiều những cái dị bản. Như anh nói ca dao nó có rất là nhiều dị bản. Tát nước bên làng cũng đúng nữa. Hoặc là đôi khi chúng ta nói là hỡi cô tát nước đầu đình á, nghe cũng đúng luôn nha. Hoặc là có câu là hỡi cô tát nước bên đường nữa kìa. Và bây giờ nhà mình sẽ nhận được 10 triệu đồng. Đó, bây giờ thì hai người đàn ông mới lấy lại được cái phong độ của mình. Chứ từ đầu đến giờ là yếu xìu. Hết vòng 1 rồi thưa quý vị. 3 câu ca dao thôi mà cũng làm khó hai đội chơi. Vậy thì bây giờ mình coi thử coi số tiền thưởng mà họ có được bây giờ là bao nhiêu. Đội Vân Kiều, các bạn có 23 triệu đồng. Trời ơi, ghê ạ. Ghê ạ. Các bạn có 30.500.000 đồng. Mới vòng 1 thôi, mình còn vòng 2 nữa nhé. Vòng 2 nó rất là quan trọng. Cho nên bây giờ hãy dành cho họ nghỉ gì làm ít phút trước khi bước vào vòng thi thứ 2 thưa quý vị. Do đó quý vị khán giả quay trở lại với Sao Hay Chữ. Và đây là vòng 2. Vòng 2 của chúng ta có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Nghe chữ độc quyền là mình hiểu rồi đó. Giống như nhạc sĩ sáng tác nhạc độc quyền cho mình thì ai hát, đúng không? Không ai được hát hết đó. Giống như những cái câu slogan quảng cáo này kia anh hả? Anh không biết. Nói chung là bây giờ mình mua cái ô nào thì chỉ một mình biết thôi. Bên kia không thấy. Bởi vì do độc quyền, chỉ có chúng ta biết cái từ mà chúng ta mua là gì. Nên chúng ta có quyền trao đổi mua bán với nhau. Mình thấy cái từ mà mình mua được bên đây coi bộ ngon nha. Nó là cái từ then chốt quan trọng. Ra giá bán ngược cho bên kia. Giá bao nhiêu cũng được anh. Tùy các em nha. Ghê vậy. Chương trình này đã có một cái kỷ lục mới gần đây. Một từ giá cao nhất hồi trước giờ là bao nhiêu, giá bao nhiêu anh? Một từ là giá 7 triệu. Ghê vậy. Ghê lắm. Tí em bán 70. Hai từ 12 triệu. Ghê chưa? Đã từng có những người trao đổi giao dịch với cái mức giá đó và thành công. Nhưng mà nếu như các em thấy rằng cái từ của mình quá quan trọng thì các em có quyền ra giá cao hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Xin mời câu hỏi. Anh muốn mời đội về đây trước, Trọng Khanh. Em sẽ mua bệnh A6 nha con. A6. Bệnh B3 và B8 nha. A6. A6, B3. B3, B8. Họ đã mua những cái vị trí rất quan trọng. Còn bên đây, mình thì sao? Em nghĩ là em sẽ mua B4. Hiếu, mua nào nữa? A1. Này mua không? Đây hoặc đây. Tại vì giờ bên này cầm từ này rồi, đâu biết là được. Từ nào đâu. Với cả lúc bên đấy khó quá, bên đấy sẽ phải thắc mắc này là gì. Đúng rồi.
đúng không? Đúng rồi. Đây, B6, B6, B4 và A1. Nói chung đây là một cái câu ca dao để nói về một cái hoàn cảnh như là người yêu đi lấy chồng à. Rồi mình buồn, mình thương, mình tiếc, vậy thôi. Nội dung là như vậy. Mời ô chữ. Chắc chưa? Em kiểm tra cái độ bền và độ sáng của cái cồng chiên. Vẫn sáng lắm em, không rõ à. Nào nào ngồi xuống suy nghĩ nào. Cái à, câu này có rất là nhiều dị bản luôn. Vậy là đủ bình tĩnh rồi đó. Mua không? Mua không? Có ai mua bán gì không? Cho bên này mua A1 kìa. Bao nhiêu? Bên kia muốn mua A1 kìa. Anh ơi, bán anh ơi, trời ơi. Từ anh ơi. Nó nghe này sống sao mà là không thì coi chừng bên này không thèm bán lại ấy. Bán đi. Giá nhiêu nhỉ? Giá mình giá khởi điểm tên nhẹ nhàng thôi. Mua nhiêu bán nhiêu? 500 ngàn. Ôi thôi, thôi bây giờ đó hơi rẻ đi. 2 triệu. Bây giờ là mình đang 23 triệu bên kia 35, 30, 30 triệu rưỡi. Đúng rồi. Đáng mua... có cái máy tính ở đây này. Mình mua sao cho cân bằng luôn á. Ờ, mua sao cho cân bằng luôn rồi. Thì là 7 triệu đó. Thôi cho mình đi, cho mình đi. Thôi rẻ hơn đi. Bên Vân Kiều. Nhưng mà cái vấn đề là cái từ của bên nào nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Đúng không? Em nghĩ là... Không, em nghĩ từ mình quan trọng hơn. Tại vì ra từ này thôi là ra luôn từ này. Đó, vấn đề là như vậy. Thật, bây giờ anh nhắm từ này này ra là ra biết luôn từ này. Có từ này em mới biết câu này đấy. Ê, còn cái đó anh biết rồi. Ờ, cái này em biết rồi. Nhưng mà ý là bây giờ bên đấy đang chưa biết thì mới cần mua cái này. Hiểu nó đúng. Cái câu B8 là cực kỳ lạ nha. Chốt giá đi Bảo. Hoặc là không bán. Hoặc là bây giờ... Bây giờ mình đã biết rồi, mình để làm gì em? Anh nghĩ là anh sẽ bán cái ô A1 với giá là 4 triệu. 4 triệu. Chơi một mình đi. Ok. Vẫn không mua à? Trời ơi em ơi, trong cái chương trình này là người ta mua tới 7 triệu, em mua 4 triệu là rẻ nhất rồi đó. Không, rẻ lắm đó. Là câu này nó chưa xứng đáng với cái giá. Vậy em trả giá đi, em muốn mua nhiêu? Mua bán mà. 2 triệu. 2 triệu. Bây giờ mua B8 với giá 2. B8 anh nghĩ anh biết. Anh biết à? Ừ. Thế anh cái nào anh chưa biết? Mua B3 giá 2 triệu. Xong là đổi lại cho một. Chơi không? Chơi. Chúng mình mua B3. Rồi, bây giờ mình mua từng người trước. Sao A1 nhiêu? A1 2 triệu. Bên đây bán không? Bên đó bán B3 mình nhiêu? Nhớ bên đây lật kèo sao bán xong bên kia không chịu bán nữa là sao? B3 mấy bạn bán không? Người ta hỏi mua mình trước mà. Bán mà. Thì sao? Thì bán đi xong dưa lại. Rồi, bán nha. Bán rồi. B3 2 triệu. Bán A1. Bán không? 3 triệu. 3 triệu. Rồi em chốt 3 triệu. 3 triệu bán A1. Bán A1 3 triệu. Bên đây câu này sẽ đóng lại. Và bên đây sẽ mở ra 3 triệu. Coi như chúng ta vừa mua cái từ đó 3 triệu. Thấy hợp lý không? Rồi bên kia sao? Mua B3 không? Mua B3 3 triệu. 5 triệu cho anh. Anh Nghĩa. Không anh ơi. Anh sao vậy? Anh sao ấy nhở? Sao anh cứ... Tại vì bên đó có cái từ A1 mà vẫn không đoán ra. Anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa ơi. Anh ơi. Em có... Anh à. Anh Nghĩa có gì em gửi tiền cò. Anh ơi anh đi về đây đi. Cái tiền cò đấy chuyển qua bên này đi cho nó được. Bây giờ chuyện hai nhà mình với nhau thôi. Anh ấy đâm trọt. Nhanh đi cô ơi. Bán B3 úp bên đây lại. Mở bên kia ra. Quá bình thường đúng không? Cái A2 đang sợ. Em biết câu trên rồi. Thế này các em, bây giờ nếu như các em vẫn không đoán ra được thì chúng ta sẽ khép lại cái lượt 1 tại đây, để chúng ta mở ra một cái lượt mua bán mới với 3 ô cho mỗi nhà. Ok, mở mới đi mọi người ơi. Bên đây có muốn trả lời không? Vẫn chưa đoán được, thôi mở mới đi. Mở mới đi. Ok, như vậy là cả hai đội không có đáp án ở lượt đầu tiên, sẽ mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà được mua 3 ô. Hồi nãy anh đã mời bên đây mua trước, cho nên bây giờ mình bên đây được mua trước, có lợi thế. Muốn mua ô nào? Em nghĩ là mua A2. A2, một từ thôi hả? A2 và... Cái này thì không mua được rồi. Nhưng mà cái này... Em mua một ô một thôi. Anh nghĩ mua một ô một. Em mua một ô một. Ô một thôi. A2 thôi. A2. Bên đây sao? Mình muốn mua ô nào? Nguyên cái dãy B1, B2, B3 kìa. Đó. B1, B2, B3 có rồi. B1, B2 à? B1, B2. Mời ô chữ. Lên. Nhanh. Tia vẫn là người đánh chiên trước. Ủa, móc gọi hả? Xong luôn đó em, người ta đánh xong rồi móc ta về gỗ luôn rồi đó. Đi về tôi đi. 3 công đoạn trong 1 giây đó em. Sao cái này nó cứ, cái móc ở đây nó cứ dính làm sao anh? Sao, đáp án là gì nè? Đừng anh cả ngã về không này, nói một cái là bên này lấy đã gõ chiên là 2 triệu rồi. Ai cho con sáo sang sông? Ai mang con sáo sang sông? Để cho con. Anh ơi, chết tụi anh ơi. Trời ơi, chết.
Im đi. Em nãy nói to quá. Sao nào? Nãy mình nhắn tình cho mình đó luôn. Câu này em thấy quen lắm mà ta. Sao các bạn lại lúng túng ha? Anh ơi, hết 10 giây rồi anh à. Dạ. Đó. Nếu không trả lời là mình mất nha. Ai cho ai mang con sáo sang sông để cho con. Con gì? Con gì ta? Hết giờ. Bên đây không có đáp án. Thế còn bên đây sao nào? Anh nghĩ là Gõ chiên. Anh lên đi. Lao từ từ thôi anh ơi, không ngã. Gõ chiên. Mình đã có quá nhiều lợi thế khi bên kia họ đã đọc tay cho mình rất là nhiều những câu quan trọng. Gõ. 2 triệu. Đọc đi em. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi. Chết. Chưa chốt. Chưa chốt. Để cho con sáo sổ lòng bay luôn hả ta? Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi? Cái gì đấy bay á? Chó bay không? Cái gì đấy bay? Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi? Chốt không? Cái gì đó bay? Cái gì đó bay? Sổ lòng. Nè. Chốt. 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi chốt, chốt rồi anh. Chốt gì? Sổ lòng bay đi phải không? Dạ. Đáp án này là đáp án thấy bên kia sẵn sàng rồi phải không? Sai. Đây, gõ chiên à. Nghe thì cũng đã nhiều rồi. Gõ mạnh lên. Ai đem con sáo sang sông để cho cái gì nhỉ? Để cho con sáo à, phải không? Để cho con sáo sổ lòng sáo bay. Chốt chưa? Chốt à? Em lỡ gõ rồi em phải chốt thì chứ biết sao. Trời ơi tiếc quá. Sai 1 từ. Ôi trời ơi anh ơi. Ôi trời ơi. Từ mà này không biết bay. Từ gì. Từ này là từ bay em mà. Ai đem con sáo phải sang là cái gì sông. Bây giờ sao? Có gõ chiên nữa hay không? Có muốn trả lời nữa hay không? Ai đem con sáo sang lông để cho. Sai một từ là từ nào ta? Từ trên hay từ dưới ta? Anh nhớ rồi. Thêm 2 triệu. Em biết mà. Còn gì đâu để anh mất. Ơi. Em biết rồi đúng không? Em hồi hộp quá, anh nói đi. Anh nói luôn. Sao? Kính thưa quý vị. Cố tình kéo giờ đó. Em cái chiều mà kéo giờ là, chúng cái chiều kéo giờ anh biết nè. Ai đem con sáo sang sông. 2. Để cho con sáo sổ lòng. Mà cái ửa nó là cái dấu thanh sắc huyền đó. 5. 4. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng? 1. 6. 1. Bên đó nói sáo bay rồi anh. Đúng rồi, bên này nói sáo bay rồi, xong anh. Hết thời gian rồi anh. Hết thời gian sổ rồi. Sổ lòng vội bay. Không phải vội. Trời ơi. Hết giờ, hết giờ. Sắc đúng không? Hết giờ. Bên đây là lượt cuối cùng, có muốn đánh chiên hay không? Chỉ còn một từ nữa thôi đó. Lỡ rồi. Rồi. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng vút bay. Oh my god. Từ từ yên. Con sổ lòng. Từ. Không được. Bình tĩnh. Yên bình tĩnh. Không, chưa biết chắc. Chưa, em biết chưa? Không biết. Em không biết. Em không biết mà bây giờ em làm như đúng rồi. Em từ không biết. Thôi. Ok, con đọc đi. Trời ơi. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng nó bay. Chốt không? Chốt à? Chốt. Đi về chỗ. Em không cam tâm. Đáp án Tia vừa đưa ra là đáp án. Mà bây giờ cũng chẳng còn lượt nào nữa, đúng không? Chính xác. Ai đem con sáo ra xong để cho con sáo sổ lòng nó bay. Nhưng mà em thực sự em không thích từ nó, nghe nó thô thô sao? Em ạ, nhưng mà cái câu này là cái câu quen thuộc. Thật ra cái câu này nó là rất là quen luôn á. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng nó bay. Hoặc là đôi khi có những cái câu dị bản là ai xuôi con sáo qua sông. Hoặc là ai đem con sáo qua sông đó. Chứ không phải là chữ sang. Chữ sang có khi được sửa thành chữ qua. Rồi hoặc là sổ lòng bay xa đó. Và 20 triệu về đội Trọng Khánh. Đây là cái câu anh nghĩ nó đơn giản đó, mà cuối cùng lại làm khó các bạn. Câu số 2. Mời câu hỏi. Bây giờ tới bên đây. Rồi, chọn trước đi. Mua B6A6. B6A6 rất nhanh gọn. Bên đây mua gì? Bên đó có tiền á, bạn nghĩ là bên đó nên mua hết đi. A1, B3 và B8. A1, B3, B8.
gợi ý. Anh sẽ cho các em nghe một đoạn nhạc. Mời. Làm quen mà không dám nói. Sao không nói? Sắc cây đi xuống đi lên. Muốn gặp em mà đâu dám tới. Sao không tới? Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Mời ô chữ. Cô phải đó. Không, cái này lạ quá anh ạ. À, bây giờ mình không lấy này mình không bán. Mình bán một từ đó 50 triệu cũng mua. Thật đúng, bây giờ mình chơi mình mua mình bán lại cho mình không đoán gì ở tầm này hết á. Bây giờ mua bán kiếm tiền. Ừ, bây giờ chắc chắn là phải mua A6 hoặc B6, không có cách nào khác. Xin được thông báo, xin được thông báo, A6 và B6 là một cái từ rất là khó. Cái này cũng cực kỳ khó. A8 bây giờ và B3. Nói chung là mấy cái từ bên này đều là then chốt luôn, không có từ đầu làm sao mà đoán được cái gì. Thôi thì bây giờ mua từ A6. Mua bên đấy từ A6. Bán nhiều. A6 thì có số 6 bán 6 triệu. 6 triệu mua không? Không mua. A6 mà 6 triệu thì nó A6 hơi... 6 triệu đó. Hơi cao. Không cao đâu, đáng lắm. Đáng lắm. Rất đáng. Không thì hai từ đôi khi á Vicky mua một cái từ này thôi, Vicky đoán được nguyên câu. Thôi. 6 triệu là con số tại em đã có A1. Đúng không? Nếu như em mua K6, anh nghĩ rằng nó sẽ có rất là nhiều cái gợi ý cho em. Thôi em mua luôn hai từ đi. Ghê vậy? Là A6, B6 luôn. B6. Anh ơi, nếu như kiểu là em, mình... Để anh để điều. A6 và B6 đúng không? Đều 5 triệu. A6 thì 6 triệu. Không, 5 triệu. A6 và B6 luôn. 5 triệu hai từ. A6 hồi nãy mình nói 6 triệu đúng không? Anh ơi, bây giờ nha. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà A6 và B6 luôn thì anh bán 60. 60 triệu. Nó chỉ bớt cho anh ta chút đi. Bên đây sẽ bán, mà bán một từ thôi. Từ A6 thôi đúng không? A6 thôi. A6 quan trọng đó, mua đi. 6 triệu. Tầm 3-4 triệu à. Trời ơi, bên kia lắm tiền, lắm luôn đi. Thôi nhưng mà cái câu này rất là khó. Thì tại vì khó. Tại chưa chắc gì đã được 20 triệu. Thôi chắc là cũng được thôi, 20 triệu bên đấy đang nhiều tiền lắm. À 6 triệu đấy. 4 triệu nha. Mua không mua thôi, mình đoán tiếp đi anh. Rồi, 5 triệu. 5 triệu. 6 triệu chốt giá. Bên kia 4 kìa, mình 5. Mọi người lên xuống bớt chút đi. Vấn đề là bây giờ mình bán nè, mình coi chừng mà muốn mua lại bên này không bán đấy nhờ. Thôi dễ thương nè. 5 triệu. Gửi 4 triệu. Em đang giả đào 4 triệu. Bán đi. Bên 6 bên 4 rồi 5 đi. Biết cái từ đó là gì rồi, bán đi để làm gì. Ừ để làm gì, đằng nào cũng không ấy được rồi. Ok, A6. Bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Rồi thôi, anh 4 triệu rưỡi chốt. Cứ đi hạ thả chốt. 4 triệu rưỡi, đồng ý mua. Không bán. Bên đây Bảo đã bán rồi. Cái từ ấy rất là đắt. Bảo đã đưa giá và người ta đã đồng ý mua rồi. Nếu mà không bán thì bên đó không bán, người chơi tới sáng. Rồi, bán A6, úp lại 4 triệu rưỡi. Bên đây, mở lên. Có ai đoán được không? Nếu đoán lên gọi chiên. Còn nếu không, mình không trả lời để mình đến một cái lượt mua tiếp theo. Em nghĩ tới lượt mua tiếp theo đi. Bên đây có trả lời không? Em không ạ. Bên đây lượt không ạ. Chúng ta sẽ mở một lượt bán mới. Mời các em. Trọng Khanh muốn mua ô nào? Cho em cái B4 trước ạ. B4 còn gì nữa không? B5 ạ. B5 còn ô nào nữa không? B1 ba ô. Bên đây mua ô chơi nào? Đúng kiểu nhà giàu á. Ôi, cuối cùng nhìn lại bên đây còn có một cái ô B6 là mở lên thôi à. A2, A3, A4. A2, A3, A4, ok. Mời ô chữ. Đó. Ôi. Tự nhiên này, tôi chả liên quan gì luôn đấy. Yêu ơi, bên này cũng thế. Trời thế ơi. Này mà vẫn chưa đoán ra. Gõ chi? À không, nhưng mà em chưa nghĩ ra câu 1. Ồ dạ. À, bên kia tắt câu 1 kìa anh ơi. Bán em, bán đi. A2, A3, A4, ngon lắm luôn. Em muốn mua trước. Mua trước hả? Dạ. Yeah. Bây giờ bên kia ơi. Mình mới mở B3, B4, B5 đúng không? Mình biết hết rồi, thôi bán sỉ lại bên đây đi. Mình bán lúc 3 ô đi. Xong bên này bán lại 2, 3, 4 cho. B3, B4, B5. Không, bên này chỉ bán 30 triệu. Làm gì có đủ 30 triệu mà bán. Làm gì có đủ tiền mà mua. Khổ ghê. Bây giờ bên đó muốn bán ô nào? Em muốn mua ô nào? Em muốn mua B3, B4, B5. Đó, 3 ô đó. Nãy mình mất 4 triệu rưỡi mua cái từ kia rồi. Giờ giảm giá mình bán ba cái từ này. Bên này sẽ chỉ bán gì đây? B1, B2, B4. B4 này hả? B4 là một từ rất quan trọng. Vậy thì mua B1 với B3. Bán B1, B3 giá bán nhiều. Cao một tí. Thôi bây giờ đồng giá 9 triệu 2 từ. Đấy. Đúng rồi, vậy đi. Kiếp chả thấy tính xỉ gì luôn đấy. 2 ô 8 triệu được không? Này bên này dễ chịu tí nữa, dễ chịu lại nha. Ok. 8 triệu.
mua ô B1, B3, đóng bên kia lại, mở bên đây lên. Đó. Sao lại tự nhiên lại đích gì ở đây đấy? Vẫn không nói ra. Em thật sự không thuộc bài này. Em có nhớ mãi mãi thôi. Rồi, Dung Quyên mua miễn phí. Mua miễn phí ô B7. B7, mở lên. Vẫn không đoán ra. Sao? Các bạn có ai đoán gì được không? Mua lại của bên kia nữa, mình giàu mà. Mua A4 nè. Ra từ này là biết tại sao là có từ này đấy. Hiểu không? Bây giờ mà có từ này là sẽ biết tại sao lại có từ này. Vậy bán giá rẻ cho anh ta đi. Nãy anh ta dễ chịu với mình rồi đó. Bán A4. A4 bao nhiêu? 5 triệu. Bên kia giàu mà em không, chơi luôn. 5 triệu vẫn là của bên đấy. Tại vì nếu đổi lại A1 thì cho qua cho lại. Đâu mất tiền đâu. À con định mua A1 đúng không? Ờ, đâu mất tiền đâu, trao đổi thôi. Chơi nha. Bán không? 5 triệu. Mua. Okay. Mua 5 triệu A4. Đóng lại. A4 ở đây. Hả? Ờ. Ồ. Dã man chưa? Nào mua lại A1 5 triệu này. Mua A1 kìa. Bán đi, giữ lời đi. Bán đi cho quệ vô. Thôi bán. Bán A1 5 triệu. Đóng vào đây, mở vào đây. Đó. Trời ơi. Rõ nhá. Từ từ nha, từ từ. Ê. Suy nghĩ nhiều đi. Bé đây nha. Anh cầm. Bên kia có không? Nếu có liền gọi chi. Kìa. Gì vậy ta? Rõ. Rồi. Sao Bảo? Câu này đúng là khi mà nó ra hết vậy thì mình mới thấy là rất là quen. Nhưng mà nó rất là dễ sai một cái từ nhỏ anh. Đọc đi. Ôi anh. Thò tay mà bức cọng ngò, thương em đứt ruột giả đò ngó lơ. Chốt chưa? Đó là đáp án. Hành ngò hay cọng ngò? Cọng ngò. Ờ cọng ngò. Trời, thò tay bức hành ngò. Đó là đáp án mà đội em đã chốt. Chốt. Đây là đáp án. Bên kia sẵn sàng nha. Trời ơi. Cái bên kia chưa đọc. Từ từ em đọc rồi, đọc rồi. Bên kia sẵn sàng nha. Sẵn sàng vỗ tay đi em. Chính xác. Dạ thưa quý vị, một cuộc giao dịch rất là căng thẳng nhưng giao dịch thành công đúng không? Và cuối cùng nhờ cái sự mua bán này mà chúng ta đã có đáp án chính xác. 20 triệu dành cho đội Quốc Kiệt. Yeah. Câu số 3. Mời câu hỏi. Bên đây chưa? Đây là câu quan trọng nha các em. Bởi vì sau khi kết thúc câu này, bên nào nhiều tiền hơn bên đó sẽ giành chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt. Mời các em. A1, A6, B6. A1, A6, B6. Bên đây làm sao? Ồ, bên đây cũng quá dạ. Từ đây luôn. Thôi chiến thuật của mình anh ạ. Anh nãy giờ anh thấy mấy cái từ đâu đây nè, B3, B4, B5 nó hay làm khó mình. Không, em thấy hai cái từ này hay thì khó nè. Lúc mua nào cái số 8 đi, số 8 ghét quá. Nãy giờ B8. Mua B8 cái B7, B8 luôn. B7, B8. B7, B8 luôn. Thêm một ô nữa. B3. B3, B7, B8. Đây là câu quan trọng cho nên là mọi người sẵn sàng đầu tư với số vốn cực lớn 3 triệu cho mỗi nhà. Gợi ý câu ca dao với ý nghĩa người vợ luôn yêu thương trân trọng chồng của mình. Mời ô chữ. Lên. Khoan, từ từ. Bình tĩnh nha, mua bán tí nào. Làm tí giao dịch nào. Chơi mà chơi nhanh quá không vui. Đâu từ nào, B8 hay B7? Gì? Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Mà, ok, chơi luôn đi. Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Em xin đọc. Rồi, lên gói chiên. Rồi, em xin đọc là hồi. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Chốt chưa? Em chốt ạ. Bên đây làm sao em? Em thực sự em dướng 8 ô. Dướng tới 8 ô rồi hả? Thôi ngồi im đi em nha. Đây là đáp án chính xác. Yeah! Đáp án của chương trình là chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. 20 triệu của cái đội trọng thăng. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 2 rất là căng thẳng, kịch tính. Không, em thấy vòng này không căng thẳng. Vòng này nhanh quá, chưa kịp căng thẳng anh ạ. Nguyên một vòng kìa. Riêng câu 3 thì đúng là nhanh thiệt. Là bởi vì cái câu 3 thì Vicky đã đoán ra ngay cái câu đó là câu nào. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số tiền thưởng của hai đội đến giờ phút này. Đội Vân Kiều 21.500.000 đồng. 21 là đúng đấy. Đội Trọng Khanh, trời ơi đâu có nhiều đâu em, 55 triệu. Wow. Không có nhiều anh hết.
một số tiền cực kỳ hấp dẫn thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta sẽ chia tay với hai chàng trai của đội Vân Kiều. Sao Kiều? Kiều thấy sao Kiều? Kiều thấy vui. Kiều thấy vui. Rất là vui. Kiều thua mà Kiều vẫn vui. Thực sự không, câu cuối em hơi tiếc chút xíu thôi. Tại thật sự là hơi tiếc là tại vì nó rất là xích sao. Tại vì 8 từ em không biết lần. Tới 8 từ không biết lần. Nên nó hơi xích. Cho nên đi về là cái chuyện không có gì phải ngạc nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Vân sao Vân? Vân giữ được danh dự của đội. Ủa giữ được chỗ nào vậy? Là... Ủa giữ được cái chỗ nào? Không, được cái là em thấy Vân là một đồng đội rất tốt nha. Ừ. Chỉ hợp tác và chỉ xuất hiện mỗi lúc mua và bán thôi. Còn những lúc trả lời không thấy đâu hết. Ông em không biết ông, support, ông, support. Ông, hồi nhỏ học khối gì vậy? Support. Ông học khối gì vậy? Khối gì em quên rồi. Thôi, coi như là chúng ta chia tay tại đây mà không có gì ăn năn tiếc nuối, bởi vì dạ, bên kia người ta giỏi hết thiệt mình rồi, đúng hết không mình rồi. Người ta giỏi thiệt, dạ, cho nên cái chuyện người ta vào vòng đặc biệt là cái điều hiển nhiên. Và hãy cùng chào đón đội Trọng Canh vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Sao Hay Chữ. Đây là vòng 3, vòng chinh phục bảng vàng. Mời game nhìn lên bảng. Xin mời câu hỏi. Đấy, 42 ô. Kèm trời ơi, ký ức ùa về. Ô nào? Tụi em đừng... 21 à? Cái nào đọc lớn hơn em? 21 thì cứ mỗi câu là 7 cái nha. À. Là mỗi câu 7 cái. A1, A6. A1, A6, B1, B8, B1, B8, A3, B... Con chọn nữa. Ủa, không, chọn dưới hả ta? Không, tức là bây giờ mình cứ chọn một lạp đi. A1, B4, B4, B5 luôn không? B7, B7. Rồi, câu 2. Y chang. Y chang vậy hả? Dạ. Rồi, câu 2 y chang vậy. Không, câu 2 y chang nhưng mà em đổi từ D7 thành D6 đi ha. D6, D8. Thế thôi, thế D7 đi ạ. D4, D1. Từ D6 qua D7. Rồi, D7. Y chang. Rồi, câu 3 y chang vậy luôn không? Dạ. Rồi, photocopy. Bây giờ, chúng ta hãy coi những cái ô chữ này bên dưới nó là cái từ gì. Và hãy chú ý nghe cả cái gợi ý của anh để chúng ta đoán ra những câu ca dao này trong vòng 120 giây nha. Xin mời ô chữ. Câu số 1. Câu ca dao này có nhắc đến một món ăn ngợi ca đời sống vợ chồng hạnh phúc. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Chính xác. Câu 2 gợi ý. Câu ca dao mang một hình ảnh đẹp về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Em qua câu 3 được không ạ? Câu thơ trong truyện Kiều diễn tả ước mong thầm kín đầy tha thiết Thúy Kiều với Kim Trọng. Con muốn đọc không? Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có. Duyên gì à? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Chốt không? Duyên gì hay không? Nhớ mãi mãi cái gì hay không đúng không? Gì hay không có lại câu giữa đi con, có được gì hay không? Ok, duyên gì hay không đi, duyên gì hay không ha. Đọc liên tục đi em, đọc nhiều đáp án để biết đâu mình đúng sao. Câu thứ ba chốt không? Câu thứ ba đọc lại đi. Người đâu gặp gỡ làm chi, người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không. Ok nha, chốt không? Chốt ạ. Chính xác. Đường dài. Ủa, đường dài ngựa, đường dài ngựa chạy mất tâm người, đường dài ngựa chạy biệt tâm, biệt tâm người, người thương. Hình ảnh đẹp về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa có nghĩa biệt. Đấy, tâm cái gì cũng về đó. Trăm năm cũng về người. Đường dài ngựa chạy biệt tâm người thương. Người thương có nghĩa. Người thương có, người thương. Đọc rõ ràng, nhanh lên sắp bây giờ rồi. Đường dài ngựa chạy biệt tâm người thương có nghĩa trăm năm cũng về. Chốt không? Chốt. Chính xác. Yeah. Wow. Vừa
khớp thời gian luôn, còn có 3-4 giây vậy đó thôi. Và như vậy là đội Trọng Khanh trả lời đúng được cả 3 câu ở vòng cuối cùng này. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, ngày hôm nay... Ủa gì vậy? Có chạy lên như vậy? À, rất tiếc là các em không có micro nên nói không ai nghe đâu. Thôi kệ, thưa quý vị, hai chàng trai đã cũng chạy lên đây để chung vui với hai cô nàng này cũng được. Khi mà Tia và Vicky giành chiến thắng như vậy thì Hiếu chạy lên ôm chầm lấy người yêu của mình và thấy rõ ràng nói thỏ thẻ bên tai: em ơi, nhớ về chia tiền cho anh. Và số tiền thưởng mà Tia và Vicky mang về, Stella, 155 triệu đồng. Và chúc cho tất cả mọi người có một mùa lễ tình nhân thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nhớ đừng quên giờ phát sóng của chương trình Sao Hay Chữ quý vị nha, 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Thưa quý vị, bên tay trái đề nghĩa là Tiến Công và Nhung Homigo, bên phải là nghĩa Hữu Tính cùng với... Trời ơi, đây cất giọng ca lên cái liền em. Đó, nghe như đó thôi, biết cái cô này cái giọng hát cũng không bình thường nghe. Hải Yến.